những giống cây lùng trồng chậu đang có sẵn hoa trái tại Hoàng Long Garden. Đầu tiên đó chính là lựu đỏ Ai Cập nha. Cây cao chỉ cần 40cm thôi là cây đã có thể cho hoa được rồi. Giống này thì đã được nhiều khách hàng của Vườn Huy trồng thành công và gửi feedback về cho Vườn Huy nè. Đợt này Vườn Huy về được nhiều cây giống nuôi khỏe, đang phát rất nhanh. Một số cây đang có hoa và trái sẵn như mọi người thấy đây. Tiếp theo đó chính là chanh ngón tay. Đây là một giống chanh nhập khẩu, chưa được nhiều người biết đến. Vườn Huy may mắn có cây giống được nuôi sẵn, đang có sẵn trái như mọi người thấy đây. Khi trái chín, ruột bên trong giống như ruột cá hồi, vị chua thanh, thơm, dùng chế biến tươi hoặc kết hợp với hải sản ăn rất ngon đấy nha. Cây đợt này Vườn Huy về là dạng ghép, vì thế chỉ cần cao 60cm là đã có cho hoa trái được rồi. Thứ ba đó chính là ổi sẻ lá nhuyễn. Điểm nhận diện của giống ổi này là có phần lá thu dài hơn những giống ổi sẻ thường thấy. Trái chín có hương thơm lừng, vị ngọt đậm đà, thịt mềm, ăn rất ngon nha. Vườn Huy về rất nhiều cây đẹp, cây nào cũng đang có sẵn hoa và trái, mọi người tha hồ lựa chọn nha. Nếu như dòng cốc ta cao từ 2-3m mới đậu trái thì cốc Thái chỉ cần cao 60cm đã có thể cho hoa trong chậu được rồi nè mọi người. Cây cốc Thái này khá là tiện, vừa có thể cho trái ăn quanh năm, vừa có thể lấy lá dùng làm rau sống hoặc làm gỏi, rất là ngon. Giống ổi tiếp theo đó chính là ổi Lê Đài Loan và ổi Nữ Hoàng. Hai giống ổi này có điểm chung là rất dễ cho trái trong chậu. Nếu mà mọi người sợ cây cao choáng chỗ thì có thể cắt tỉa như Vườn của Huy nha, cây vẫn cho trái như bình thường. Khi mua hàng tại Hoàng Long Garden, Vườn Huy có chế độ đảm bảo chuẩn giống và đồng hành trong suốt quá trình trồng, nên mọi người đơn cây nào thì nhắn cho Huy ngay nha.